Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Arsenal với West Ham 3 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022, vòng 17 ngoại hạng Anh. Sau hơn một tháng nhường chỗ cho World Cup 2022, ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại với loạt trận đấu diễn ra vào đúng dịp Boxing Day. Trong đó đáng chú ý nhất là trận derby thủ đô London giữa Arsenal và West Ham tại Emirates. Ở Premier League mùa này, Arsenal đang là đội bóng duy nhất có thành tích toàn thắng trên sân nhà. Sau 6 lần đón khách trong khuôn khổ giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, đoàn quân của Mikel Arteta đã có đến 19 pha lập công và chỉ để lọt lưới 7 bàn thua. Đây chính là cơ sở để tin rằng Arsenal sẽ có một ngày thi đấu tưng bừng trước người hàng xóm West Ham. Về mặt lực lượng, Arsenal sẽ không thể có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Zinchenko, Tomiyasu, Rice Nelson, Smith Rowe và Sambi Lokonga. Trong số những cái tên kể trên, Gabriel Jesus chính là gương mặt để lại nhiều tiếc nuối nhất, bởi chân sút người Brazil luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta. Mặc dù vậy, người hâm mộ nửa đỏ thành London có lẽ không cần quá lo lắng, bởi hàng công Arsenal vẫn còn đó những nhân tố xuất sắc khác như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli hay Ednkaeteah. Trong khi đó, khoảng trống ở hai hành lang biên mà Zinchenko và Tomiyasu để lại đã được Tierney và Ben White lấp đầy một cách tròn trịa. Nhìn chung, lực lượng của Arsenal vẫn đủ đảm bảo cho một màn trình diễn chất lượng trong ngày Boxing Day. Niềm tin dành cho đội chủ sân Emirates càng được củng cố bởi West Ham chính là một trong những đối thủ ưa thích nhất của họ tại thủ đô London. Sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, Arsenal đã có đến 8 lần được ca khúc khải hoàn và chỉ chịu thua West Ham đúng một trận. Tại Emirates, The Gunners đã thắng 12 trên 13 lần gần nhất tiếp đón West Ham, trong đó có đến 8 trận họ đè bẹp đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước đội đầu bảng, nhiều khả năng West Ham sẽ thi đấu phòng ngự tập trung, song song với đó là đội chủ nhà không có đội hình mạnh nhất. Với kèo châu Á Arsenal chấp 1.0, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, West Ham được chấp 1.0 full time. Trong giai đoạn diễn ra World Cup 2022, cả Arsenal lẫn West Ham đều rất tích cực rèn quân bằng những trận giao hữu. Sau khi lần lượt có được 2 chiến thắng thuyết phục trước Lyon 3-0 và AC Milan 2-1, Arsenal đã bất ngờ để thua Juventus 2 bàn không gỡ. Tuy nhiên, thất bại ấy không nói lên quá nhiều điều, bởi Arsenal vẫn hoàn toàn thống trị trận đấu và chỉ để lọt lưới đáng tiếc từ những tình huống phản lưới nhà. Bên phía đối diện, 3 trận giao hữu đã chứng kiến West Ham bất bại và mang về tới 2 chiến thắng. Mặc dù vậy, đó không phải chiến tích gì quá ghê gớm, khi mà đối thủ của thầy trò David Moyes toàn là những đội bóng dưới cơ như Fulham, Udinese hay Cambridge United. Với kèo châu Âu, nếu có chút mạo hiểm, anh em cân nhắc cửa hòa. Chốt kèo châu Âu, 2 đội hòa. Trước cuộc viếng thăm Emirates, West Ham đã trải qua 6 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới, trong đó có 4 trận họ phải nhận ít nhất 2 bàn thua. Ở chiều ngược lại, việc sở hữu hàng công mạnh thứ 2 ngoại hạng Anh chỉ kém nhà đương kim vô địch Man City chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự đáng sợ của các chân sút đội chủ nhà. Cùng với tâm lý muốn cống hiến trong dịp Boxing Day, khả năng cao trận derby London giữa Arsenal và West Ham sẽ diễn ra mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng. 12 trên 14 trận sân nhà gần nhất của Arsenal khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, West Ham trên sân khách thường thi đấu khá thực dụng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu, 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, West Ham được chấp 1.0 full time. Kèo châu Âu, hòa. Kèo tài xỉu, 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, Arsenal 1 West Ham 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.